Ngày 8 tháng 1, chân phước Orosia Fabrics. Ngày sinh năm 1866, mất năm 1932. Là vợ và là mẹ một gia đình đông con, bà Rosa người Ý được phong chân phước vào ngày 6 tháng 11 năm 2005 tại Vatican. Cuộc phong chân phước này làm hồi tưởng lại cuộc phong chân phước năm 1994 và phong thánh năm 2004 cho bà Gianna Beretta Mola, một người mẹ trẻ người Ý. Bà Mola đã chấp nhận cái chết vào năm 1962, thay vì phá thai đứa con của mình đi để được sống. Bà trở thành vị anh hùng và là quan thầy của những cao trào bảo vệ sự sống. Chân phước mới Mama Rosa có tên thật là Orosia Fabris, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1866 tại Quinto Vicentino, nước Ý. Tuy dù sau khi chồng chết, chân phước Fabris có gia nhập dòng ba Francisco năm 1930, nhưng bà được nhắc đến nhiều nhất với danh nghĩa là bà mẹ nội trợ hơn là tu sĩ dòng ba Francisco. Fabris sinh trong một gia đình nông dân tại làng quê nghèo khó, học mới tương đương lớp 2 tiểu học, đủ để đọc sách giáo lý và sách tu đức của thánh Alfonso de Liguori. Fabris thường đi làm đồng áng, giúp đỡ mẹ. Fabris là một giáo dân ngoan đạo của giáo xứ và lớn lên dạy giáo lý cho các em nhỏ trong xứ đạo của mình. Có nhiều người theo đuổi cô thiếu nữ này và muốn lấy làm vợ, nhưng cô không để ý tới việc lập gia đình. Cho tới năm 19 tuổi thì sự việc xảy ra như sau. Có một bà vợ trẻ của một gia đình hàng xóm chết đi, để lại ba đứa con nhỏ. Sau thời gian ngắn, một trong ba em này cũng qua đời, còn hai đứa bé kia được 1 tuổi và 2 tuổi. Trong thời gian kéo dài 6 tháng, Fabris lo cho các đứa nhỏ này mỗi ngày. Và cuối cùng, người cha của các em nhỏ này đã cầu hôn với Fabris. Việc lấy chồng của Fabris được chính cha xứ cho rằng đây là một hành động vì đức bác ái. Đôi vợ chồng này sau đó đã có thêm 9 người con nữa, trong đó 3 người sau này làm linh mục. Bà qua đời ngày 8 tháng 1 năm 1932 và được an táng trong nhà thờ ở Marola. Tiến trình phong thánh cho Fabris được khởi sự từ năm 1975 với việc thánh giáo hoàng Gioan Paolo II chấp nhận cho rằng cuộc sống của Fabris là cuộc đời nhân đức can đảm, và ngày 7 tháng 7 năm 2003 và một phép lạ do việc cầu nguyện với vị chân phước này mà có đã được công nhận vào năm 2004, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong chân phước cho bà ngày 6 tháng 11 năm 2005 qua sự đại diện của Đức Hồng Y Bộ Phong Thánh Sarajeva Martins tại Vicenza, Italy. Cuộc phong chân phước rất có ý nghĩa vì nó nói lên lập trường của giáo hội bảo vệ sự sống và đời sống gia đình, chống lại những tệ đoan phản công giáo như hôn nhân đồng tính, sống với nhau không có phép cưới.